Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của tôi. Thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ tới quý vị và các bạn một thông tin có liên quan đến cặp đôi 6 năm và anh chàng Tây Nông 24 tuổi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cặp đôi này đã gây cho mưa trên mạng xã hội trong suốt nhiều tháng qua. Thì cặp đôi này đã được rất nhiều những trang Facebook, trang báo điện tử và các YouTuber có làm những cái thông tin chia sẻ về cặp đôi 60 năm và 24 tuổi này. Thì theo như mình nghĩ thì cặp đôi này đến với nhau thì nó không được cân xứng cho lắm, bởi vì dù sao đi thì cô dâu cho đến năm nay cũng đã 60 năm tuổi rồi. Thì như chúng ta đã được biết, 60 năm tuổi ở Việt Nam chúng ta thì đã là quá già rồi, mà trong khi đó cô dâu lại không phải là một người làm trong ngành nhân viên công chức, thì cái tuổi già nó sẽ lão hóa dần đi. Thì như ở Việt Nam chúng ta với cái tuổi 6 năm thì đã lên chức cụ rồi, đã quá già rồi, mà đến giờ phút này lại đi kết hôn cùng một cái anh chàng Tây 24 tuổi. Mà nếu để so cái anh chàng 24 tuổi này với bà cụ 60 năm tuổi thì đúng là một bà một cháu. Thì cái anh chàng này mà đứng gần thì không khác gì một đứa trẻ con cả. Nếu có cặp đôi này mà có ra đường mà đi chung với nhau thì người ta sẽ thường là người ta sẽ hỏi là hai bà cháu đi đâu đấy ạ, chứ không bao giờ người ta hỏi là hai anh chị cả. Chính vì vậy cho nên mạng xã hội, các dư luận đã có rất nhiều những cái thông tin trái chiều với nhau. Có một số thông tin thì ủng hộ cho cặp đôi này và chúc phúc cho cặp đôi 60 năm và 24 này trăm năm hạnh phúc. Thì thưa quý vị và các bạn, đã 60 năm tuổi rồi thì làm sao mà sống tiếp được thêm 100 năm nữa để mà hạnh phúc trăm năm. Thì thôi thì chúng ta chỉ biết chúc cho cặp đôi này hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Chứ theo như mình nghĩ thì cái sự hạnh phúc của cặp đôi này nó không thể nó kéo dài được cho đến 6 tháng cho đến 1 năm đâu, thưa quý vị và các bạn. Và theo như mình đánh giá thì cặp đôi này chắc chắn là có sống với nhau cũng chỉ có được tầm một vài tháng thôi. Thì mong rằng trong một vài tháng sống bên nhau đó, nó sẽ không có những cái sự việc gì nó xảy ra khiến cho những cái việc gọi là đáng tiếc xảy ra cả. Thì mong rằng sau khi cặp đôi này chung sống với nhau mà không sống được với nhau về những cái vấn đề chẳng hạn như chênh lệch tuổi tác về một cái anh chàng trai trẻ và một bà cụ già, thì tối nằm ngủ với nhau thì nó cũng không có thể là thân mật mà ấm êm trong suốt quá trình ở với nhau được. Thì chắc chắn là những cái thời gian mới thì có thể là còn có những cái sự ân ái ngọt bùi với nhau, còn sau một thời gian nữa thì chắc chắn là sẽ không được như vậy nữa. Bởi vì là thứ nhất là do chênh lệch về tuổi tác, thứ hai là do về cái vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Thì chỉ có hai cái lý do đơn giản này thôi cũng đã khiến cho cặp đôi này không thể chung sống với nhau trong cái quá trình thời gian dài được. Mà trong khi đó nó còn rất nhiều những nguyên nhân nhiều và rất nhiều nữa, nhưng mình không thể nói hết được trong cái video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay mình chỉ đưa ra hai cái nguyên nhân chính đó thôi. Thì với hai nguyên nhân đó thì cặp đôi này cũng không thể chung sống với nhau hạnh phúc đến 6 tháng đến 1 năm được. Bởi vì là đến giờ phút này thì ông nói ngược bà nói xuôi, ông hả bà hử, thì không làm sao mà có thể là hiểu nhau được cả. Cho dù có muốn hiểu nhau thì chẳng nhẽ lại suốt ngày coi như là ngồi cạnh cái máy tính để coi như vào Google nhờ cái chị Google, chị có phiên dịch cho, thì như vậy cũng không thể sống được. Làm sao mà sống được với nhau mỗi khi trò chuyện nhau lại phải dở máy tính ra. Người ta tâm sự tình ái với nhau trong cái lúc hai người thân mật với nhau thì chẳng nhẽ lại không nói chuyện gì, thưa quý vị và các bạn. Nghe đến như vậy thì chúng ta đã biết rằng cặp đôi này sẽ không làm sao mà chung sống với nhau trong một thời gian dài được. Thì mong rằng, và như theo cá nhân mình nghĩ thì cặp đôi này cũng sẽ không bền lâu được. Thì thôi, dù sao thì cũng đã đến với nhau rồi, thì chúc cho họ sống ở bên nhau được ngày nào thì vui vẻ ngày đó. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Giờ thì xin thân ái và tạm biệt.